thiệt hại do mưa lũ gây ra vô cùng lớn các bác ạ. Đây các bác có thể thấy ở đây là những cái chiếc xe mà nó như chiếc xe Y10 này, nó chỉ là dạng ngập nước vào sàn đơn giản đó các bác nhé. Vì xe này là bác chủ đã kê khá cao nhưng mà nước vẫn vào được, nó để vào đây thì ngập sàn đây. Những cái xe như này thì bên em sẽ tháo toàn bộ ghế và mặt sàn ra để phơi này và vệ sinh sạch sẽ đi. Vì những cái rằng sàn nó là sàn nỉ này các bác nhé, mình sẽ phải tháo bung hết ra và mình sấy khô và làm sạch hết khu này. Đấy. Còn những cái xe mà nó kiểu dạng ngập sâu mà để lâu ấy, đây những cái xe này cực kỳ nặng, thì những cái xe này thì sẽ phải tháo gần như là bung hết toàn bộ rắc điện này và cả máy móc ra hết các bác nhé. Những cái bảng cầu chì phải tháo bung ra vệ sinh chi tiết này. Đây, những mạch như là hộp đen này. Đây, các bác có thể thấy ở bên trong xe này. Bên trong này tháo bung hết ra thì gần như là những cái rắc điện, mạch điện này các bác sẽ gần như là phải thay. Gần như phải thay hết, kể cả màn hình công tơ này, màn giải trí và tất cả gần như những cái phím điện tử này. Các bác sẽ phải, có nghĩa là bên em sẽ cứu được cái nào thì cứu, còn đa phần là mình sẽ phải thay thế hết các bác ạ. Nên là các bác nào mà đang có ô tô, khi mà có trời mưa hoặc là khu vực mà mình có khả năng mà bị ngập lụt, thì các bác có những cái tài sản giá trị như là xe ô tô, các bác có những cái phương pháp bảo vệ và kê cao, hoặc là mình có thể di chuyển lên chỗ khác để tránh trường hợp mà nó ngập nặng như thế này các bác nhé. Đấy, để giảm thiểu tối đa cái thiệt hại cho mình. Vì để chi phí làm cho con này, và các bác gần như nếu mà những cái nào mà mình được rắc điện này thì các bác thay thế thì nó cũng không cao lắm, nhưng mà những chi tiết liên quan đến bảng mạch điện tử thì nó rất là đắt. Bác nào xe mà bị ngấm nước mà cần xử lý gì thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên các bác nhé.